Ronaldo bên bờ vực chia tay và thông tin sẽ bồi thường lớn cho người tình. Có rất nhiều thông tin gần đây tiết lộ mối quan hệ giữa Ronaldo và bạn gái cơm không lành, canh không ngọt. Ronaldo đã cảm thấy mệt mỏi với những hành động và tính cách kiêu căng của người tình Rodriguez. Cũng có nhiều thông tin cho rằng cặp đôi này có thể chia tay nếu không thể hóa giải những mâu thuẫn. Được biết, Cristiano Ronaldo và Georgia Rodriguez đã tạo mối quan hệ lâu dài kể từ năm 2017. Cặp đôi này đã có với nhau hai con chung và cùng nhau chăm sóc ba đứa con riêng khác nhau của siêu sao người Bồ Đào Nha. Do thời gian gắn bó của mối quan hệ và sự thật là Rodriguez cũng sinh hai đứa con cho Ronaldo, cô sẽ nhận được một khoản tiền đền bù đáng kể nếu hai người chia tay. Tuy nhiên, Rodriguez từng khẳng định cô cảm thấy mình đã kết hôn với Ronaldo. Trong bộ phim tài liệu trên Netflix của cô mang tên Tôi là Georgia đang gây sốt trên các phương tiện truyền thông, người mẫu này từng chia sẻ, tôi không thể nói nhiều hơn về việc có cần thiết phải kết hôn hay không. Thực sự thì Cristiano Ronaldo và tôi đã kết hôn trong mắt của Chúa, đó là điều quan trọng duy nhất với tôi. Anh ấy bảo vệ chúng tôi và giữ chúng tôi bên nhau. Một ngày nào đó, lễ cưới sẽ diễn ra, tôi may mắn vì giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực, tôi trân trọng những cơ hội mà Chúa đã ban cho tôi. Theo đó, Ronaldo được ước tính có tài sản trên 1 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là vợ chưa cưới Rodriguez sẽ nhận được khoản tiền gần 350 triệu USD nếu cô và siêu sao này chấm dứt mối quan hệ.